từng đời anh, như hoa từng đời nắng, như gió tìm sắc phi lao, như trời cao mong mây trắng. Em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quen, tiếng hát ai sao động thoáng mùi hoa em đẹp. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ. Hoa xưa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em? Có lẽ nào anh lại quên? Đối với tôi, cái sự ra đời của Hoa Sữa là một cái may mắn bất ngờ trong cái cuộc đời sáng tác. Thực ra, trong những cái bước lang thang trên cái con đường nghệ thuật, cũng có lúc suy nghĩ rất nhiều, nhưng không ra được cái gì cả. Cái Hoa Sữa là một trong những cái sáng tác mà nó có đặc điểm là thế này. Lại là một cái đơn đặt hàng, đặt đơn đặt hàng của đạo diễn, một nữ đạo diễn trong cái phim Hà Nội Một Chim Đoàn Tổ. Và cái nữ đạo diễn Đức Hoàn ấy, có đặt vấn đề với tôi là xin anh cho một cái bài hát thật hay về một cái tình yêu đôi lứa trí thức của Hà Nội. Như thế nghĩa là cần những cái yếu tố như thế này. Thứ nhất là phải rất Hà Nội, cái thứ hai là phải rất thanh lịch, cái thứ ba là phải rất sinh viên. Thế thì ba cái yêu cầu ấy đối với một cái bài hát bình thường đã khó, huống gì đối với một cái bài hát ở trong một cái phim. Thì trong lúc mà nhận lời viết thì tôi vẫn cứ băn khoăn và tưởng là đầu hàng đến nơi. Không ngờ là có một cái buổi tối lang thang ở trên đường Nguyễn Du, tôi mới ngửi thấy cái mùi, một cái mùi hoa rất quen, là cái mùi hoa sữa. Mùi hoa sữa của Hà Nội thì phải là những cái người ở Hà Nội lâu lắm mới có cảm giác được cái tác động của nó đối với cái cuộc sống tâm linh của mình. Và từ đấy, cái ý, cái cảm xúc của cái mùi hoa sữa trong một cái tình yêu của một đôi trai gái đi bên cái hồ Thuyền Quang ấy, làm tôi ra được cái tác phẩm Hoa Sữa. Và cũng may là cái Hoa Sữa, một cái thời gian ra đời, sau cái thời gian ra đời ấy, phải đến 20-30 năm sau thì nó lại mới hồi sinh trở lại và nở rộ lên từ thập kỷ 90. Cái bài hát ấy là ra đời từ thập kỷ 70. Và đến sau thập kỷ 90 thì người ta mới, hình như người ta mới thấy đấy là một cái bài hát về tình yêu đúng của người Hà Nội. Và điều ấy đối với tác giả thì cũng là một cái điều rất mừng và cái điều rất may mắn. Và tôi nghĩ rằng đấy, thỉnh thoảng trong cái cuộc đời mình có gặp được những cái may mắn như thế thì cũng đã là hạnh phúc lắm. Cái bài hát của tôi nhiều ca sĩ đã hát, trong đó có đầu tiên là nghệ sĩ Thanh Hoa. Nghệ sĩ Thanh Hoa là cái người mà hát đi bất cứ một sân khấu nào cũng diễn từ năm 70, 80, 90 cho đến tận bây giờ. Nghệ sĩ Lê Dung cũng hát, và tất cả hầu như là từ Thanh Lam, từ Mỹ Linh và Thu Phương và tất cả các cái nữ ca sĩ cũng như nam ca sĩ nổi tiếng đều thấy hình như mình có một cái góc gì ở trong đó, ở trong cái bài hát này. Và tôi rất cảm ơn các ca sĩ là đã giúp tôi nâng đôi cánh cho cái Hoa Sữa. Quý khán giả thân mến, nhạc sĩ Hồng Đăng sinh trưởng ở Nghệ An, nhưng ông đã bắt đầu gắn bó với Hà Nội từ khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc nước ta năm 1954 đến nay. Ngót 50 năm qua, trong góc nhìn tĩnh lặng qua lăng kính âm nhạc, nhạc sĩ Hồng Đăng đã thể hiện tình yêu Hà Nội theo cách riêng của mình.
và ông đã sáng tác được những giai điệu yêu thương về Hà Nội đẹp đến nao lòng. Đó là những nhạc phẩm mang đậm dấu ấn đa phong cách như Duyên Hà Nội, Con Dệt Bắt Đầu Qua Hai Ngọn Lúa, Người Sông Hồng, Kỷ Niệm Thành Phố Tuổi Thơ, vân vân. Đặc biệt là bài hát Qua Sữa, bản tình ca về tình yêu đôi lứa, với những kỷ niệm đẹp êm đềm, cô đơn và cũng thật khắc khoải trong ký ức. Qua sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào em lại quên anh. Và người nghệ sĩ trên con tàu thời gian với bao kỷ niệm thân thương chẳng thể nào quên đã đến và đã ra đi trong cuộc đời mình, để mãi còn là một khoảng trống chưa thể lấp đầy. Bao tháng năm đã từng trôi qua mà sao vẫn lên đên, lên đên. Nhạc sĩ Hồng Đăng, tên khai sinh là Phan Hồng Đăng. Ông sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1936 tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, một vùng địa linh nhân kiệt, đã sinh ra cho đất nước những học giả uyên bác, những nghệ sĩ tài năng, những nhà cách mạng lớn. Và đây cũng là miền quê của các thể loại âm nhạc dân gian nổi tiếng như những làn điệu dân ca, hát ru, dí dậm, hát đò đưa, được hít thở trong bầu không khí của nền âm nhạc truyền thống quê hương. Tuổi thơ Hồng Đăng đã thấm đẫm niềm đam mê âm nhạc từ lúc nào không hay. Năm 1950, khi mới 14 tuổi, Hồng Đăng đã rời xa quê nhà để lên chiến khu Việt Bắc tham gia hoạt động cách mạng. Chính từ môi trường mới này đã mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Hồng Đăng. Được học tập và chung sống chan hòa, gắn bó với quân dân nơi chiến khu, được tôi luyện tính cách tự lực tự chủ, tinh thần yêu nước, chống thực dân phát xít xâm lược, Hồng Đăng đã nhanh chóng trưởng thành mọi mặt, đặc biệt là được tiếp xúc, làm quen với các nhạc sĩ thế hệ đầu tiên của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, đã giúp cho Hồng Đăng vững bước trên con đường hoạt động cách mạng cũng như sáng tác âm nhạc. Năm 1952, với bài hát Nhớ Ơn Bác Hồ, bằng cảm xúc chân thành, giản dị, vui tươi và niềm lạc quan khi thể hiện lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, cái tên nhạc sĩ Hồng Đăng đã thực sự được khai sinh. Tính tôi từ bé vốn là một cái học sinh mà thích nghịch ngợm, cho nên tất cả các lĩnh vực là tôi đều xông vào hết, kể từ đóng kịch, kể từ làm thơ, kể từ làm diễn viên múa, mà tất nhiên là múa không thành công là vì tôi xấu quá, nhưng mà tất cả những cái giúp cho tôi có một cái hiểu biết về cuộc đời và có một cái say đắm riêng, mà có những cái lúc cứ lang thang một mình trong cái cuộc đời ấy, thì cũng thấy được nhiều điều mà rất thú vị, để lại những cái ấn tượng tốt trong cái tác phẩm của mình. Cái cuộc đời của tôi kể từ những năm 50 trở đi là bắt đầu đã phải tự nuôi sống lấy mình để vừa sống vừa học. Thì lang thang ở khu 4, lang thang ở Việt Bắc và mãi cho mãi đến cái khi về đến Hà Nội thì mới bắt đầu định cư. Và từ đấy trở đi thì cái sự học hỏi tất cả các cái anh chị nhạc sĩ đàn anh đã giúp cho tôi có những bước tiến nhanh ở trong cuộc đời. Và tôi được một cái may mắn là gặp gỡ được rất nhiều những cái người anh gần gũi của tôi, như anh Văn Cao, như anh Nguyễn Xuân Khoát, anh Văn Trung, anh Lê Yên, anh Doãn Mẫn, anh Tạ Phước, tức là những cái vị mà từ ngày xưa đã để lại những cái dấu ấn rất mạnh trong cái cuộc đời của tôi. Đặc biệt có nhạc sĩ Đỗ Nhuận, có nhạc sĩ Lưu Phước, về với phía cách mạng ấy, là cũng để lại những cái dấu ấn, những cái kỷ niệm tốt đẹp cho cái cuộc đời sáng tác của tôi. Và có thể nói trong mấy chục năm vừa qua tôi đã đi rất nhiều, tất cả các cái hang cùng ngõ hẻm, tất cả các cái hải đảo xa xôi, tất cả từ Bắc chí Nam, hầu như chỗ nào tôi cũng muốn đặt chân đến và cũng đã có lần được đặt chân đến. Từ năm 1972 thì lại lang thang ở rừng Trường Sơn cùng với các anh Chu Minh, anh Hồ Bắc, anh Huy Du, anh
Văn Dung, anh Tân Huyền, anh Tô Hải, và từ đấy cũng cái kiến thức về một cái cuộc chiến tranh khốc liệt đối với chống Mỹ ấy, cũng có cho tôi những cái cảm xúc rất mạnh. Và tôi viết cái Đêm Lửa Trường Sơn, cái hợp xướng ở đấy. Năm 1960 tôi viết cái Lửa Rực Cháy, một cái hợp xướng lớn mà dựa trên thơ của Tố Hữu. Đây là những cái hợp xướng mà cũng có để lại những cái dấu ấn nhất định. Năm 1954, sau khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc, nhạc sĩ Hồng Đăng từ chiến khu Việt Bắc về thủ đô Hà Nội. Năm 1956, Trường Âm Nhạc Việt Nam, tiền thân của Nhạc viện Hà Nội ngày nay, được thành lập. Hồng Đăng vào học khóa 1, khoa sáng tác và lý thuyết. Đến năm 1959 thì tốt nghiệp. Ngay sau đó, nhạc sĩ Hồng Đăng trở thành giảng viên âm nhạc của Trường Âm Nhạc Việt Nam và Trường Cao đẳng Nhạc họa Trung ương tại Hà Nội. Đồng thời, ông còn làm công tác nghiên cứu, viết sách nhạc. Nhiều công trình sách nghiên cứu âm nhạc của ông được đưa vào làm giáo trình giảng dạy và học tập trong các trường nhạc. Hồng Đăng cũng là một nhà sáng tác âm nhạc giàu sức sáng tạo. Suốt hơn nửa thế kỷ qua, kể từ tác phẩm được giới thiệu với công chúng lần đầu tiên mang tên Nhớ ơn Bác Hồ, viết năm 1952 đến nay, nhạc sĩ Hồng Đăng đã sáng tác được hơn 750 tác phẩm, gồm nhiều thể loại như ca khúc thiếu nhi, hành khúc, tình ca, hợp xướng, thanh xướng kịch, ca cảnh và tác phẩm khí nhạc. Ở thể loại nào, nhạc sĩ Hồng Đăng cũng có những thành công, tạo được dấu ấn đa phong cách trong sáng tác. Tôi đi sáng tác cũng y như người đi câu vậy, cũng không biết là lúc về mình sẽ câu được cái con cá gì đâu, hoặc là cũng có khi bác cần câu phải không. Tôi nghĩ là nó vừa phải có mấy mặt, muốn để cho tay nghề nâng cao thì bắt buộc phải khổ luyện, nhưng nếu như để thực hiện tác phẩm thì phải rong chơi. Chỉ tiếc rằng chúng tôi không được rong chơi bao nhiêu thôi, chứ càng rong chơi được nhiều bao nhiêu thì tác phẩm càng hay bấy nhiêu đấy. Có những người quả thực là thấy trong tác phẩm của họ có những cái nhởn nhơ thú vị mà những người khác không có được. Thì đấy là cái sự rong chơi đã để lại trong tâm hồn người ta những cái tia chớp đặc biệt. Cho nên nếu như mà lúc nào cũng cứ chăm chăm để mà suy nghĩ thì tôi nghĩ rằng khó lắm. Đối với tôi, đối với người khác thì có lẽ được, nhưng mà đối với tôi là khó lắm, không biết làm thế nào mà thể hiện tác phẩm. Nhưng đến lúc mà đã có cái nhởn nhơ, cái bay bướm, cái thả hồn đi một cái cách tự do, thì lúc ấy anh có thể đạt được những cái đỉnh cao mà không ngờ. Và cái bài hát cũng như những cái tác phẩm âm nhạc hoặc là tác phẩm văn học nghệ thuật khác, tôi thấy ngờ ngợ hình như là nó có một cái số phận riêng của nó. Có những cái bài hát mình tưởng nó không hay đâu, sau này nó lại lên một cái cách rất ghê gớm. Đặc biệt có những cái bài hát mà mình cứ tưởng là đây là những cái đứa con yêu nhất của mình lên, thì cuối cùng nó lại rơi tóm vào đâu đấy. Cho nên nó có cái số phận của nó, đến lúc mà nó được quay vào một cái guồng nào đấy nhất định tốt đẹp thì tự nhiên nó thành công. Và cũng có những cái bài tưởng là rất hay thì có khi người ta quên bẵng đi và vứt vào sọt rác. Đấy, cho nên cái số phận của tác phẩm nó cũng y như cái số phận của con người vậy. Âm nhạc của Hồng Đăng ở bất cứ thể loại nào vẫn luôn là những gam màu ấm áp, giàu chất trữ tình, sâu lắng sau những biến động thăng trầm của đời sống, cùng những suy tư trăn trở, khát vọng của tâm hồn người nghệ sĩ. Riêng ở mảng khí nhạc, Hồng Đăng đã có trong hành trang của mình hơn 70 tác phẩm, gồm một tứ tấu cho đàn dây có tiêu đề Nắng Quê Hương, một bản concerto cho đàn piano và dàn nhạc, một bản romance có tên Ước Mơ Tuổi Trẻ và nhiều tác phẩm viết cho piano. Đặc biệt là với điện ảnh, dường như sự đồng cảm giữa nhạc sĩ Hồng Đăng với loại hình nghệ thuật thứ bảy là sự đồng cảm hoàn mỹ. Qua những thước phim điện ảnh, bên cạnh những tác phẩm nhạc không lời viết cho các phim tài liệu, phim truyện, phim hoạt hình, đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của những bộ phim. Nhạc sĩ Hồng Đăng còn có hàng chục ca khúc viết cho điện ảnh được công chúng yêu âm nhạc biết đến. Và diệu kỳ thay, những ca khúc trong phim ấy khi được biểu diễn trên sân khấu ca nhạc, chúng đều có được một đời sống độc lập và thăng hoa. Đó chính là những bài hát Qua Sữa trong phim Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ, Những Người Đã Đi Xa, phim Tất Đất Biên Cương, Không Gian Xanh, phim Dùng Trời, Chiến Sĩ và Bạn Đồng Hành trong bộ phim cùng tên, Lên Đên, phim Đời Hát Rong, Có Một Vùng Đảo Xa, phim Tổ Quốc Trên Một Vùng Đảo Nhỏ,
Em rất xa, phim tình yêu và khoảng cách, Biển và cô gái tôi chưa quen, phim Những ngôi sao nhỏ, vân vân. Với những đóng góp tích cực cho nền điện ảnh, Hồng Đăng là nhạc sĩ đầu tiên được Hội Điện ảnh Việt Nam kết nạp vào hội. Không chỉ có vậy, ông còn là tác giả của hàng trăm bài báo viết về lĩnh vực âm nhạc, cùng những hoạt động thiết thực gắn với báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam kết nạp. Ông còn là ủy viên ban chấp hành Hội Giao lưu Văn hóa Việt Nhật. Những ai đã từng quen biết Hồng Đăng đều nhận thấy ở người nhạc sĩ này hình như đầy những mâu thuẫn. Có lúc thấy ông thật vui vẻ, khi lại thấy trầm lắng, suy tư. Là một nghệ sĩ nổi tiếng, bạn bè nhiều vô cùng, mà sao có lúc cũng cảm thấy trống trải, cô đơn, lang thang hàng giờ trên những đường phố Hà Nội, rồi ngồi lặng lẽ bên hồ Thuyền Quang, góc phố Nguyễn Du, dịu dàng thơm mùi hoa sữa, chỉ để nhớ về một kỷ niệm vấn vương. Có lẽ nào em lại quên anh? Dường như nhạc sĩ Hồng Đăng sinh ra là để thuộc về miền cô đơn nhiều hơn. Và vì thế, mô típ của những lênh đênh, lang thang in đậm trong các sáng tác của ông như là định mệnh. Từ bé bây giờ tôi chưa có bao giờ có hạnh phúc, mà người ta thì lại cứ nói là tôi hình như là cái người được hưởng hạnh phúc nhiều quá. Là tại vì đấy, cái vấn đề là vấn đề cực khó của con người nói chung, chứ không phải riêng gì nghệ sĩ, và cũng không phải riêng gì cho tôi. Cuộc đời của tôi cũng là một cái cuộc đời cũng lăn lộn cũng nhiều, và cũng ba chìm bảy nổi, cho nên gia đình thì thay đổi có khi thế này có khi thế kia, nhưng mà trong cái cuộc sống, cái hạnh phúc của tình yêu, hạnh phúc của lứa đôi, hạnh phúc của nhân duyên và hạnh phúc của những gia đình, của bố mẹ, con cái, tất cả mọi thứ, thì tôi nghĩ rằng cái điều ấy lúc thì thế này, lúc thì thế kia, và người ta cũng khó lòng mà giữ bền được một cái gì cho người ta theo đúng cái tinh thần mong muốn. Nhưng cái người có thiện chí là cái người phải hết sức vun vén những cái điều gì tốt đẹp mà mình đã được may mắn mà được hưởng. Tình yêu đôi lứa, hạnh phúc, mái ấm gia đình với nhạc sĩ Hồng Đăng chưa bao giờ là trọn vẹn. Những người phụ nữ đã đến và đã ra đi trong cuộc đời ông để lại những khoảng trống chưa thể lấp đầy với bao kỷ niệm khắc khoải đến se lòng. Thế nhưng lắng nghe âm nhạc Hồng Đăng, một cảm nhận trên hết là tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam với những khát vọng về một cuộc sống đầy tình thân ái, bao dung. Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng, vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Nhung thì đã biết nhạc sĩ Hồng Đăng từ rất là lâu, từ còn nhỏ, bởi vì nhạc sĩ Hồng Đăng cũng là bạn rất là thân của bố của Hồng Nhung. Cùng với các bác, những người bạn thân ở trong nhà thì là chính là đã chứng kiến khi từ khi Hồng Nhung đã ra đời và rồi cuối cùng là trở thành ca sĩ. Vào năm 89 thì Hồng Nhung cùng với những người bạn đồng nghiệp của mình đã tổ chức live show đầu tiên, tên là Hồng Nhung Bóng Bồng ơi, và do Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đứng ra tổ chức. Trong này thì có một bài hát rất là ấn tượng ở trong chương trình, đó là Ký ức đêm của nhạc sĩ Hồng Đăng, nói về những ký ức của một con người với những người bạn thân thiết của mình, chính những người bạn thân thiết của mình với đời sống đã làm nên quê hương. Đấy là nội dung của Ký ức đêm mà Hồng Nhung rất là thích bài hát này. Sau này khi nhạc sĩ thực hiện CD riêng với những nhạc phẩm riêng của mình mang tên là Lênh Đênh Hoa Sữa, thì chắc là cũng vì là ca sĩ người nhà cho nên đã được ưu tiên và được hát rất là nhiều bài hát trong đĩa này. Và đây là một kỷ niệm rất là vui đối với Nhung. Trong đó bài hát Lênh Đênh là một trong những bài hát mà phải nói là rất là nhiều cảm xúc của nhạc sĩ. Và khi Hồng Nhung hát bài này cũng có rất nhiều cảm xúc. Riêng đối với anh Chí thì anh Chí lại thích bài Gửi Một Câu Hát Cho Tokyo chẳng hạn, mà theo ý anh là có thể bài hát này sẽ trở thành rất là nổi tiếng và đến được với đông đảo khán giả. Buổi tối chuyện một căn nhà nhỏ thì Hồng Nhung rất là thích, và bài hát này thì rất là gợi nhớ về một cái thời niên thiếu rất là trong sáng và hồn nhiên. Còn riêng
con người của nhạc sĩ Hồng Đăng thì có lẽ là Hồng Nhung thì không đủ tư cách để mà nói hết về về con người của nhạc sĩ được, nhưng mà với là một người như là cháu trong gia đình và là một người với tư cách là một ca sĩ mà nghĩ về một nhạc sĩ thì Hồng Nhung thấy rằng nhạc sĩ Hồng Đăng là một, đầu tiên là một người mà vô cùng hài hước, tức là nơi nào mà nhạc sĩ đi đến thì cũng là tạo nên những tiếng cười rất là vui vẻ, và thậm chí đi rồi người ta nghĩ lại những cái chuyện mà nhạc sĩ nói người ta vẫn còn cười được, thì là một con người rất là duyên dáng và rất là hài hước, là một người nhạc sĩ, là một người nghệ sĩ, và đồng thời là một người bạn mà rất là thâm sâu của bố Nhung cũng như là những người bạn khác của ông. Đối với Nhung thì ngay cả ông là bạn của thế hệ trên của mình, là người cha của mình, nhưng mà đối với mình khi mà tiếp xúc với nhạc sĩ cũng coi như là người bạn, bởi vì ông có cái khả năng mà khi mà với những người trẻ tuổi thì hoàn toàn hòa đồng và không hề thấy cái khác biệt gì về tuổi tác cả. Hồng Nhung hy vọng rằng những nhạc phẩm của nhạc sĩ Hồng Đăng sẽ qua các cái điều kiện về thông tin như là vô tuyến truyền hình và đài phát thanh và cả những CD như thế này nữa thì sẽ có dịp để mà đến gần với quần chúng hơn nữa. Hiện nay, nhạc sĩ Hồng Đăng đang giữ trọng trách là Phó Tổng Thư ký Thường trực, nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, là một trong những người trực tiếp làm công tác quản lý của hội. Giữa bao bộn bề của nền âm nhạc Việt Nam hôm nay, ông chân thành bộc bạch. Trong mấy lâu nay, anh em có đề nghị tôi là về giúp cho một tay trong cái công việc mà quản lý của cái Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Thế thì thực ra cái này đối với tôi là một cái khả năng cực kỳ xa lạ, là từ cái lúc mà lớn lên cho đến lúc mà bắt đầu sáng tác cho đến bắt đầu hoạt động nghệ thuật ấy, thì tôi không bao giờ có ý thức là mình sẽ làm một cái nhà quản lý. Nhưng cái công việc và cái số phận của cuộc đời nó run rủi, nó cứ đẩy đến đấy. Thì mấy lâu nay ấy, chúng tôi đã làm được những cái việc này, là làm thế nào lo cho anh em để có thể có được một cái vốn liếng nhỏ thôi, nhưng mà để có cái vốn liếng đứng về mặt kiến thức cũng như vốn liếng về mặt kinh tế có thể giúp cho anh em để làm thế nào có thể thực hiện được tác phẩm của mình. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai ấy, là trong cái khuynh hướng hỗn tạp của cái xã hội hiện nay đứng về mặt thưởng thức âm nhạc ấy, thì chúng tôi tự thấy cũng có lỗi ở trong ấy, là vì đã không có lực lớn hơn để có thể giúp anh em định hướng bằng phương thức là cho người ta ăn những món ăn ngon để đừng ăn những món ăn dở. Thì cái phương pháp ấy có lẽ là phương pháp hay hơn là những cái phương pháp mà cấm bài này hoặc cấm bài kia, hoặc là cho nơi này sử dụng không cho nơi kia sử dụng, mà chúng tôi nghĩ rằng đi bằng cái phương pháp ngọt ngào nhất ấy, là tạo những cái tác phẩm tốt đẹp, những món ăn tinh thần ngon miệng để cho người ta thấy à đây là những món ăn quý nên vun vén, nên gieo trồng một cách tử tế, thì như thế người ta sẽ đỡ hại cho cơ thể người ta hơn. Hà Nội giờ này đang là mùa thu, mùa của những ký ức đã qua đang được hồi sinh, mùa của những kỷ niệm rưng rưng mong được dỗ về. Khi bất chợt đâu đó ngân lên giai điệu Qua Sữa Ngọt Ngào khắc khoải đến nao lòng. Với nhạc sĩ Hồng Đăng, suốt một đời lênh đênh trong những bước thăng trầm của cuộc sống, trong mỗi cuộc tình duyên đôi lứa, để vượt lên tất cả là hình ảnh một nhạc sĩ tài năng, nghị lực, giàu bản lĩnh, cống hiến hết mình cho nghệ thuật âm nhạc, cho cuộc đời này bằng tất cả tâm lực chân thành, và chỉ để tìm cho riêng mình một chút mê say nồng nàn. Quý khán giả thân mến, thời gian gần đây, một số bạn trẻ là học sinh sinh viên gửi thư về chương trình tạp chí âm nhạc đề nghị chúng tôi thực hiện phóng sự chân dung các ca sĩ trẻ như Thanh Thảo, Nguyên Vũ, Lam Trường cùng nhóm Mây Trắng, vân vân. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng lần lượt đáp ứng những đề nghị của các bạn trong thời gian thích hợp sớm nhất. Nếu không có gì thay đổi trong chương trình tạp chí âm nhạc kỳ tới, chúng tôi dự kiến giới thiệu chân dung nhạc sĩ Phạm Tuyên. Mời quý vị và các bạn đón xem. Thời gian dành cho chương trình tạp chí âm nhạc cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.